Ok và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Real Climb Minecraft. Ok, và đây là một tựa game Minecraft có cài một cái bản mod mà mình nói thật là nó khá là chân thật các bạn ơi. Nó khiến cho cái game Minecraft của chúng ta trở nên chân thật y như ngoài đời thật luôn. Và nó sẽ trở thành một cái gì đó gọi là rất là hấp dẫn cho các thanh niên thích sinh tồn. Giống như mình rất là thích chơi sinh tồn luôn, cho nên là khi mà tải được cái bản mod này về rồi thì mình cực kỳ hứng thú để chơi thử các bạn à. Mình mong là các bạn sẽ ủng hộ cho mình cái series này nhá. Và những bạn nào mà không ủng hộ thì mình cũng phải vẫn cứ làm thôi. Bởi vì đam mê mà, đam mê không thể có cái gì ngăn cản được. Chúng ta bắt đầu vào video và vào chơi game thế nào. Let's go. Đây, anh em thấy là cái hình ảnh mà trong lúc đang tạo thế giới thì nó khá là đẹp. Mình thấy có con rồng bên kia nữa kìa mấy bạn. Đó, có một con rồng. Oh my god. Wow. Wow, hiệu ứng cực kỳ đẹp đúng không các bạn ơi. Wow, khi mà vào trong game các bạn sẽ thấy được rằng là có những cái cây nó mọc lên, nhìn khá là hấp dẫn. Và mình đang ở... Và mình đang ở nơi đâu đây? Oh my god, đây là chỗ nào vậy? Hình như đây là một cái đầm lầy mấy bạn ơi. Để mình xem thử nha. Thì cái tựa game này, nhìn này, nó có sẵn cả resort bag cho chúng ta nữa các anh em ạ. Đây, nó có cái bông hoa ở trên cái lá nè. Đó, để mình lượm cái lá nè. Ồ, bên kia có cái rừng đẹp hơn kìa. Mình nghĩ là mình sẽ qua bên đó để sinh tồn mấy bạn ơi. Chứ mình sẽ không ở bên đây. Ở bên đây mình nghĩ là sẽ khá là nguy hiểm. Bởi vì là đầm lầy mà. Đó. Wow. Có cả tiếng chim kêu các kiểu luôn. Nghe rất là hấp dẫn các bạn ạ. Wow. Cây bây giờ là khi chúng ta cài mod thì nó sẽ có những cái nhánh cây được luôn nè. Các bạn có biết cái việc đầu tiên khi mà chúng ta vào Minecraft chính là gì không? Đó, chính là chặt gỗ đúng không? Nhưng mà mình xin thông báo cho những bạn nào mà thánh chặt gỗ là không thể nào chặt gỗ được đâu. Bởi vì phiên bản mod này nó không cho các bạn chặt gỗ bằng tay. Nghe thật không? Làm gì có chuyện mà chặt gỗ bằng tay đúng không? Đó, quá thật luôn. Bây giờ mình sẽ thử chặt cho các bạn xem thử nha. À, rất là lâu luôn mấy bạn ơi. Không thể nào mà chặt được cả. Bởi vậy cho nên nó không cho chúng ta chặt bằng tay các bạn ơi. Nếu mà những bạn nào mà chặt bằng tay á thì nó cũng sẽ không ra được lót gỗ cho các bạn nữa. À, thì công việc đầu tiên khi mà tải cái bản mod này chính là các bạn phải đi nhặt sỏi. Đó, à, nghe lạ không? Đây, chúng ta sẽ lấy những cái hạt sỏi dưới đây nè. Đó, đập ra. Và khi mà các bạn đập ra thì trong game Minecraft bình thường thì các bạn chỉ cần bước tới là các bạn nhặt được à. Còn trong phiên bản này là các bạn phải tự nhặt bằng tay. Nè, lít chuột cho nó để nhặt nè. Đó, lít chuột vào nó để lụm mấy bạn. Đó. Ôi, mình thấy bên kia có cái nhà gì kìa mấy bạn ơi. Oh my god, để mình qua thử xem nha. Nhưng trước tiên là mình nghĩ là mình sẽ phải gọi là chế tạo cho mình một cái vũ khí gì đó trước đã. Đây, ok. Rồi, bây giờ oh my god, có một con gì kia. Cái con gì tím tím bên đó vậy? Oh no no, hình như nó thấy mình nữa các bạn ơi. Bây giờ mình nghĩ là nó đang bay được, nó bay được, nó bay được. Chạy 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 chạy. Không 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 không. Mới ở cái thời gian đầu tiên mình không muốn đánh nhau đâu các bạn ơi. Đánh nhau là chết đấy. Rồi bây giờ mình sẽ chế cho mình một con dao. Mình sẽ để vào đây và chế cho mình một con dao. Đây. Bình thường là chúng ta sẽ chế kiếm, nhưng phiên bản này chúng ta sẽ chế dao để chiến đấu các bạn ơi. Và sau đó khi mà có dao rồi, chúng ta sẽ đi lụm những cái lá cây này. Lụm những cái cỏ để chúng ta làm thành dây. Đây, nó sẽ rơi những cái cỏ này các bạn. Cỏ này là cỏ khi mà chúng ta cắt ra. Rồi, sau khi có được những cái cỏ này, chúng ta sẽ kết nó theo công thức này. Ta sẽ được dây. Và chúng ta sẽ bỏ dây vào đây, bỏ que vào đây. Và bỏ thêm cái đá lửa này vào đây. Chúng ta sẽ được một cây rìu. Đó, không, cái này không phải là rìu. Cái này cũng gần giống như cây rìu vậy đó, nhưng mà mình không biết đọc tên như thế nào. Bên đây có một con công mà, con này là con công hả ta? Chúng ta có thể giết nó để lấy thịt được không nhỉ? Mình sẽ giết nó để lấy thịt. Oh yeah, nó rơi được cái đùi nè. Nhìn giống đùi gà nha. Đó. Oh, bên đây cũng có nữa nè. Mình nghĩ là mình sẽ bị thiếu thức ăn, cho nên là mình sẽ giết bọn nó để lấy thức ăn các bạn ơi. Oh, no 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 no, mình bị khát nước các bạn ơi. Mình bị khát nước rồi, không không không. Mấy bạn thấy không, chúng ta đang bị mờ mắt đó các bạn. Khi mà chúng ta khát nước thì chúng ta sẽ bị mờ mắt. Và chúng ta sẽ lại cái hồ nước, chúng ta uống nước đã. Ok. Wow, chúng ta sẽ sáng mắt lại nè. Giá như ở ngoài đời mà mình bị cận á, mà mình uống nước xong mình cũng sáng mắt lại được thì quá tốt rồi. Và mình nghĩ là mình phải đi lấy gỗ đã. Đó, và cái cây nó sẽ ngã xuống nữa các bạn.
xuống nè. Và bùm, nó thành chúng ta một đống gỗ luôn. Đây là một đống gỗ vô nè. À, chúng ta sẽ có được gỗ bạch dương và que gỗ. Đó, những cái cây nào mà gọi là cái thân nó nhỏ nhỏ thì các bạn chặt cái cây nó ra, chặt ở bên dưới gốc thôi thì nó sẽ tự động nó ngã nguyên cây luôn. Cúp gỗ nè, cúp gỗ chúng ta sẽ dùng que và ván gỗ, nhưng mà hiện tại là trời tối mất tiêu luôn rồi. Holy shit, có lẽ là mình phải qua bên cái nhà bên kia để mình trú ẩn đại cái. Rồi, chúng ta sẽ đi qua bên cái nhà bự bự bên đây để ngủ tạm. À không nhầm, trú ẩn chứ. Mình không biết trong đây nó có giường hay không đây. À! Ôi! 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 Có con gì đó vừa tấn công mình các bạn ơi. Oh no, oh no, oh no. Oh, mình vừa bị một cái con gì đó tấn công mình. Mình thật sự cũng là một đứa nước mấy bạn ơi, cho nên là nếu như mình có chơi dở quá hay gì thì mong các bạn sẽ thông cảm cho mình nhé. Ok, mình sẽ thử vào bên trong nhà thử. Ô, oh. Ô, oh. Một con bướm. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Ây da, ây da, ây da. Oh my god. Ok, hồi sinh thử. Ờ, tại sao mình lại ở dưới nước vậy? Ô, oh. Wow. Mình đã được chuyển tới một cái nơi nào đó đây. Và mình bị mất hết đồ rồi. Ôi, oh, bên kia nó có rất là nhiều nhà luôn các bạn ơi. Wow, ngôi nhà đẹp vậy. Sẽ qua mình đã thử nha. Một con bạch tuộc hả? Một con bạch tuộc biến thái. Oh my god, tránh xa tao ra. Trời ơi, các bạn nhìn nó kìa. Tránh xa tao ra con bạch tuộc. Con bạch tuộc tránh xa tao ra. Ơi, cắn đâu không ta? No no no. Mà nói thật các bạn là trong thời gian đầu chúng ta chưa có vũ khí, chưa có giáp hay gì, nó khó khăn vậy. Hình như con bạch tuộc này bơi khá là chậm. Chạy thôi, chạy thôi. Như là đây là một ngôi làng. Mình sẽ vào trong nhà để sống chú tạm. Chạy vào làng, chạy vào làng. Oh, oh my god, mình chạy vào được rồi. Oh, may quá. Để mình xem xung quanh nhà này coi, mình thấy có những cái rương nè. Wow, đồ ăn. Chính là những thứ chúng ta đang cần ngay lúc này đây. Vãi nồi thật, may mắn vậy. Đây, quá trời đồ ăn luôn. Mình không biết là trong ngôi làng này nó có người không nhờ. Không mở được luôn. Hay là chúng ta cầm đồ ăn chúng ta sẽ không mở được. À, cầm đồ ăn là không mở được. À, quá trời đồ luôn. Có giáp da nè. Qua bên nhà thử nhà bên đây coi. Ta đang có khá là nhiều những món đồ ở trong ngôi nhà này. Mình nghĩ là đây là một cái địa điểm hồi sinh thật là lý tưởng. Có giường ngủ đó nè, để mình ngủ thử. À, có thể là mình sẽ sống ở cái ngôi làng này luôn cũng được. Ôi, một cái nơi sống và sinh tồn thật là hợp lý. 1 hour later. Không biết được rằng là mình lưu điểm hồi sinh tại đây rồi thì mình có giữ được điểm hồi sinh khi mà mình chết là mình sẽ hồi sinh tại chỗ này không? Ui, trên kia lại có một con bướm gì nữa kìa. Oh no no. Mình nghĩ là mình không nên lại gần những cái thanh niên này. Có thể là nó là quái vật hay gì đó. Ồ, oh, những con cá. Ôi, ôi. Holy shit. May mắn vậy. À, nó xuất hiện bất ngờ vậy. Đồ của mình vẫn còn ở đây nè. May thật. Những con cá ở dưới biển nó có thể nhào lên cắn mình. Và mình thì không biết điều đó. Xung quanh mình có những con vật nó sẽ xuất hiện rất là bất ngờ. Không có đùa được đâu. Sẽ né cái vùng biển này ra. Ô, quả táo của tao. Khoai tây của mình nữa, nó bị chìm xuống dưới biển hết rồi. No. À không, nó đang nằm dưới biển nhưng mà mình lại gần mấy con cá sẽ cắn mình mất. Oh no. Sự là một cái phiên bản mod mà có rất là nhiều thứ để chúng ta có thể tìm hiểu và khám phá các bạn ạ. Tướng vậy, bản mod hay. Thật sự rất là hay luôn, mà nói thật. Bên đây có một cái nhà gì lạ vậy? Qua thử xem. Các bạn thông cảm cho mình là mặc dù là mình tải cái mod này về rồi nhưng mà mình chưa có tìm hiểu gì nhiều về cái mod này cả. Ôi, một con maca. Ô trời ơi, con này cắn mình không vậy? Ô, có sắt nè. À,
Có sắt ở đây rồi, hợp lý quá. Ở đây còn có cả dưa hấu nữa. Tôi lấy dưa hấu. Ủa dưa hấu không lấy được. Ôi. Hello. Chào cậu. Chào cậu nha, mình tính vào đây để kiếm ít dưa hấu thôi. Không, bạn không cho thôi mình đi. Ui. Ui, cái tiếng nó đi kìa các bạn. Nó đi nghe ùn luôn á. Sợ vậy. Cũng may là mấy con này nó không tấn công mình. Chứ gặp mà nó mà tấn công mình nữa thì thôi không biết chạy đâu cho thoát. Ôi, dân làng kìa. Wow, hello anh dân làng. Chúng ta đã kiếm được dân làng rồi. Wow, rất là nhiều những anh dân làng đang sống ở đây. Chào mấy anh, trời ơi tôi mừng quá. Tôi đã gặp được dân làng. Tôi tưởng là tôi sẽ cô đơn một mình chứ. May quá có mấy anh ở đây. Chúng ta có thể chơi truy xăm với nhau mà. Yên tâm đi. Mấy anh dân làng à, tôi yêu mấy anh quá. I love you. Ui, trong nhà này có một cái con gì đó nè anh em. Oh no. Không biết con nó có nguy hiểm với mình không nữa. Để mình đi chế cho mình một cái kiếm đã. Mình sẽ đi vào một cái nhà đó kiếm một cái bàn chế tạo nè. Dưới đây, ui, nhà này có hầm nè. Ở đây bàn chế tạo đây. Sẽ chế cho mình một cây kiếm. Yeah, chúng ta đã có kiếm rồi các bạn ơi. Quá hợp lý. Ui, cái tiếng chém nó nghe sướng tai thiệt. Wow, wow. Chém đã vậy. Yeah, và hình như là mình đã bị khát nước rồi. Có lẽ là mình sẽ đi uống nước đã. Uống ít nước nè. Ok. Và các bạn ơi, có lẽ rằng là mình sẽ dừng tập 1 tại đây đi. Và tập này thì mình khá là may mắn là khi thời gian đầu mình khá là gọi là cực khổ. Nhưng mà sau đó thì mình đã kiếm được một cái ngôi làng để mình có thể gọi là sinh tồn ở trong đây. Mình kiếm được rất là nhiều đồ từ cái ngôi làng này. Và mình kiểu như là còn có được một cái chỗ nhà ở và trú ẩn nữa. Cảm giác rất là thích luôn. Và các bạn muốn là mình sẽ thực hiện những cái thử thách nào thì các bạn hãy nhớ bình luận cho mình biết nha. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe hỗ trợ kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero để đăng ký ủng hộ cho các thành viên của team Hero nữa nha. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại anh em ở những video Minecraft lần sau. Bye bye mọi người, tạm biệt.